Con nào? À, mạch này. Rồi thì đó lại mấy đứa nha. Như vậy các bạn thấy là trong cái mạch này chúng ta thấy có một cái sheet là sheet 12. Cái sheet 12 là nó ngay chỗ gì cái mạch đóng cho công tắc cửa. Thầy có ghi là công tắc cửa là mấy đứa thấy không? Công tắc cửa. Vậy nó nằm đây. Nó ghi là TIASC1, các đứa thấy không? Đây TIASC1. Như vậy nó có 3 con điện trở, 1 con, 2 con, 3 con. Thấy không? Được mệnh danh là gì? R110, R109 và R3. Con này có dấu là 2433, bạn thấy không? Có chụp cho mấy đứa trên cái bo luôn. 2433 đây. Thấy chưa? Ngay góc luôn. Sao bữa nay thì chỉ bên đây mà. Nãy thì chỉ bên đây mà. Con này là cấp nước, con này là cấp nước. Được chưa? Được chưa? Con này con cấp nước, con này cấp cửa. Cái này con cấp cho cái bơm xả này nè. Bơm nước ra ngoài á. Được chưa? Như vậy thì khi mà một trong ba con này bị mục mạch, đứt mạch hay vì một lý do gì đó mà nó không báo cho tín hiệu về cho vi xử lý được thì lập tức nó xóa chúng ta là R43. Rất đơn giản không? Thấy bạn thấy đơn giản không? Bây giờ chúng ta sẽ tắt thử cái sheet 12 đi. Tắt thử cái sheet 12 đi. Ở đây chúng ta có sheet 12, đúng chưa? Sheet 12 đây. Tắt cái sheet 12 đi. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ gì? Check mã lỗi nó thử xem. Mở máy nha. Bao nhiêu đỏ bao nhiêu xanh, đỏ là chục, xanh là đơn vị. Các bạn thấy chưa? Như vậy là các bạn rất là dễ để xác định con bệnh. Nếu đứt cái đường mạch này vì một lý do gì đó, một mạch vì một lý do gì đó mà cái đường mạch này mà báo về vi xử lý mà bị một mạch, bị đứt mạch gì đó, nó không có tín hiệu báo về cho vi xử lý được thì nó lập tức báo về 43, đúng chưa? Và cái này nó đi về chân gì 25 của vi xử lý rồi. Các bạn hiểu được cái chỗ này không? Vì vậy khi mà bạn test mã lỗi xong thì bạn cần xóa mã lỗi nó thì bạn phải gạn lại, thấy không? Giờ chúng ta sẽ xóa mã lỗi nó. Tuy nhiên đời máy này thông minh hơn cái đời máy mạch là không cần phải gì xóa mà nói là nữa, có khi nó chạy luôn. Ta thử xem cái này test mã lỗi là bạn phải nhấn đồng thời nha. 1 là 2 là 3 4 5 6 7 8 9 10. Nếu nó hết lỗi nó sẽ tắt và nó sẽ không có đèn báo lỗi như này, còn không nè, chúng ta xóa mã lỗi nha. Nhấn lại lần nữa là xóa mã lỗi nè. Còn bơ 43 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đã gì đã sửa chữa rồi đúng không? Nhấn lại nữa. Chừng nào nó tắt thôi. Được chưa? Thì lúc này nó hết lỗi, tức là nó xóa cái lỗi cũ đi. On cái, bấm cái, on cái, bấm cái rồi xong. Là chúng ta xóa mã lỗi rồi. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gì? Thử một cái đường mạch bên đây xem. Đường mạch gì? Bơm nước. Đúng chưa? Đây chúng ta. Đây. Công tắc của nó là sheet thứ 11. Đúng chưa? Công tắc sheet thứ 11. Đây công tắc sheet thứ 11. Đúng chưa? Ngay đường gì? Bơm nước. Bơm nước. Đúng chưa? Nó ngay chỗ con TIASC2 đây, nó đây. Rồi đây. Rồi đây. Đúng chưa? Bơm nước ra ngoài đó, để bơm xả đó. Thấy chưa? Nó có 3 con điện trở này, đúng chưa? Chúng ta tắt ra một công tắc. Đây công tắc này. Sheet thứ 11. Chúng ta vô hiệu quả sheet 11 đi nè. Rồi chưa? Chúng ta sẽ thử lại ha. Mở nguồn. Thử quá đổi nha. Hết nha. Nha, mở nguồn. Nhấn đồng thời hai lúc một lúc nha.
Rồi, các bạn xem nè. Chấp là bao nhiêu? 23. Bây giờ hư đường hồi tiếp của công tắc cửa báo về, một là công tắc cửa bị hư, hai là đường hồi tiếp nó bị hư, nó bị một mạch hay đứt mạch gì, ba con điện trở ở chỗ này. Dạ. Như vậy nó sẽ báo gì chúng ta là ơi hàng bạc. Và chân này nó sẽ đi về chân thứ số 10 của vị xử lý. Nghe chân số 10 là chạm nhận gì? Đường hồi tiếp của công tắc cửa. Chân số 25 là đường hồi tiếp của gì? Của cái gì các bạn? Đấy. Bơm xả. Ok. Được chưa? Như vậy bạn thấy những cái đường này rất lợi hại không? Rất ư là lợi hại đúng không? Hư một đường báo về cho vi xử lý, lập tức nó sẽ báo lỗi của cái đường nó lập tức. Nghe chưa? Rồi về chưa? Rồi chúng ta thử tiếp tục thử xem, có sức khác xem. Được chưa? Chúng ta thử tiếp vậy. Đường 50 hạt. Đường 50 hạt. À quên cái cảnh sát. Đường 50 hạt. Đường 50 hạt nó sẽ đi qua R47, 48, 49. Đây. Ba con điện trở này có một con bị đứt thì nó sẽ báo vậy, B1 rất rõ ràng ha, bài học rất rõ ràng, rất chi tiết, đúng chưa? B1 được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ vô hiệu hóa công tắc bao nhiêu? 23. Công tắc thứ 23 là đường gì? Đường 50 hạt 23. Ok chưa? Chúng ta sẽ mở nguồn lên nha. Đây nó mở rồi. Dí bao nhiêu đỏ bao nhiêu xanh. Bao nhiêu đỏ không thầy? 11. Là 11. Các bạn nên nhớ là cái này nó đếm theo quy tắc là 9 tới gì A, chứ không phải là các bạn 8, 9, 10 di đầm bồi da là không phải. Lộn bên cái hệ đánh bài nha. Cái này không phải hệ đánh bài. Cái này là 8, 9, 10 8, 9 rồi tới gì A, B, C. Nhớ không? Nè các bạn đếm nè. Nè đếm lại cho bạn xem nha, để nó đếm lại đi. Đừng có đếm lộn bồi đầm da nha. Quỷ thi này chuyên môn. Nè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B, B. Rồi chưa? 1 B1 các bạn thấy không? B1. Đây là mã lỗi của đường 50 hẹt. Nhớ nha, A B chứ không phải là di đầm bồi da nha. Nó ắt heo luôn này. Di quy ca. Rồi chưa? Lấy cái lỗi AB luôn đi chung luôn. Rõ không? Các bạn thấy nãy giờ không? Mình tách từng đoạn ra đây. Đoạn đầu đây, đây, đây là đúng không? Rất rõ chưa? Rất rõ đúng không? Ở đây là cảm biến tốc độ motor. Đây là đường cảm biến tốc độ motor. Khi mà hư cái đường cảm biến tốc độ motor này thì chúng ta nó sẽ xảy ra hiện tượng như thế nào? Đúng không? Đây đường cảm biến tốc độ motor. Đây đường cảm biến tốc độ motor. Đây các bạn thấy không? Này đúng chưa? Này con Trang đây đúng chưa? Chúng ta giả định rằng chúng ta thử gì, thử vô hiệu hóa đường cảm biến tốc độ motor bằng cách nối tắt thằng này lại để không cho gì vô chạy thẳng về vị xử lý, đúng chưa? Là công tắc thứ gì, thứ ba. Chúng ta thử công tắc thứ ba ha. Cái hiện tượng này các bạn rất hay gặp nha, các bạn để ý cái trạng thái của nó nha. Để trạng thái của nó để sửa nha. Chưa, đúng rồi thầy.
23 đóng rồi nè. Số 14 đóng chưa ta? Rồi đứng luôn, không chạy. Chạy đến cái hết thì hết cót cho đứng luôn. Ré đây một cái là hiểu rồi, lỗi gì nữa. Uống xăng nhiều quá. Đây là hư đường cảm biến tốc độ motor, các bạn thấy motor nó sẽ quay é lên một cái thì nó đứng luôn. Đó là hư đường hồi tiếp của tốc độ motor. Ngay chỗ gì? Trên sau này. Rất rõ không? Tết mừng tối màn hình này. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ gì? Sẽ gì? Đắc lập rồi nó. À, công đắc cái máy đây. Công đắc số 3. Số 3. Ủa, nó không có báo lỗi này. Nó không báo lỗi. Cái hiện tượng của nó vậy các bạn có biết chắc là sửa nó. Rồi chưa? Chúng ta tiếp tục tới gì? Tới gì đường này đây. Đường này tiếp là thứ 6. Đúng chưa? Chúng ta sẽ xem đường này nó sẽ báo gì. Một chân của nó sẽ bắt vô mạch nhấn chung nè. Một chân về gì báo gì vị trí nè. Nếu chúng ta vô hiệu quá công tắc thứ 6 nó sẽ báo gì đây, công tắc thứ 6 nha. Hết thứ 6 1 2 3 4 5 6 công tắc thứ 6 đấy, nó sẽ nằm R10 gì R41 42 43 thấy không, đây nè, đây các bạn. Mới nãy các bạn lộn cái này, mới nãy các bạn chưa coi này, 44 42 43 nè, cái này là 47 48 49 là dưới đây nè, 47 48 49 là cái đường trên nè, cái đường này 50 ngàn là đường trên nè, bạn ghi lại giùm mình đi. Đây 50 ngàn là cái đường này nè, này nè, cái đường ngay chỗ này là 50 ngàn này nhớ các bạn, các bạn ghi lộn rồi ha. 50 ngàn ở đây thì này 154 bên đây nè, bên đây nè thấy là thầy bên đây nè. Còn 41, 42, 43 là đây nè. Các bạn ghi lại nha, các bạn đánh dấu lại. Các bạn đánh dấu lại. Nó bị hẹp đó. Còn ở đây là gì? Đó là đường hồi tiếp là gì á. Đó là lớp 6 là gì? Lớp 6 chưa? Lớp 6 bây giờ chúng ta mới thử nè. Bỏ ra đi, lấy đường đó 50 hẹp. Dạ, lớp 6 giờ chúng ta mới thử nha. Bữa nãy chúng ta thử đường 50 hẹp là 4 cái 3 cái con điện giả nằm đây nè. Dạ rồi. Thấy chưa? Dạ, thấy rồi. Thấy sửa lại thầy. Rồi chưa? Giờ chúng ta thử cái đường này. Đường như đây nha. Nè, R414243 đây. Bạn nhìn kỹ trên cái tờ giấy á. Thấy không? Thấy được mà. 414243. Nó tại vì in thì nó hơi mờ xíu. Rồi chúng ta thử nha. Chúng ta tắt công tắc thứ 6. 12406. Được chưa? Như vậy nó sẽ vô hiệu quá ba con điện trở này ra. Rồi chúng ta sẽ thử nha. Rồi xong ta. Để mình chết xóa cái mã lỗi mới nãy đi cái đã. Nếu có thì mình xóa. Cái đường này lộn á, mình chút mình xóa cái mã lỗi nha các bạn. Chỉ có những cái thùng không cần đó. Được. Đây chỉ có những cái thùng nó không được đó. Kìa mua không? Cái gì đó. Rồi, công tắc thứ 6 nè. Vô hiệu quá công tắc thứ 6. Vô hiệu quá công tắc thứ 6, tức là chúng ta đang vô hiệu quá gì? Vô hiệu quá gì? R41 42 43, các bạn ghi trên đường mạch thấy không? 41 42 43. Được chưa? Rồi chúng ta mở nha. Ta cho tờ giấy thầy. Rồi chưa? Chúng ta sửa chết mà lỗi ha.
nó ra xóa bao nhiêu. Từng mã lỗi, từng mã lỗi chúng ta có hết. Từng mã lỗi chúng ta có hết, thấy không? Bao nhiêu đỏ, bao nhiêu xanh? Sao ta? Đây, ở trắng 18. Mã lỗi 68 thì các bạn, nếu các bạn muốn biết cái đó là 68 thì chúng ta sẽ mở gì? Mở gì? Mở gì? Mở bằng mã lỗi ra. Tới cầu thang luôn á. Đồng khít thì... Vậy lỗi gì chị? Thần gì? Thanh đung nhiệt nha các bạn. Má lỗi gì? Hồi tiếp. Đúng rồi, đúng rồi. Má lỗi gì? Hồi tiếp. Được chưa? Vậy các bạn gì? Khi mà nó báo lỗi ơi 68 thì các bạn phải biết gì? Dò đường mạch gì? Từ ngay chỗ gì? Một phần gì? Thanh đung nhiệt nè. Thấy không? Đây nè. Các bạn dò gì vậy? Phần thanh đông nhiệt nha, nó còn phần thanh, còn phần đông nhiệt nó còn vài cái nữa ha. Thanh là gì cái này, được chưa? Rồi chúng ta tiếp tục tới gì, cái công đắc thứ mấy? Rồi chúng ta xóa mã lỗi đi. Khi chúng ta sửa xong thì chúng ta phải đóng lại ha. Rồi chúng ta sẽ xóa mã lỗi đi. Mở, nha, nhấn hai nút vô. Đồng thời nha, đừng có nhấn như trước nhấn sau. Nó sẽ chạy. Yeah. Rồi xóa đi. Cái đời này nó hay có cái là không cần phải xóa chữ kia nếu nó chép lỗi thẳng. Rồi chúng ta tiếp tục tới gì? Tới cái lỗi khác. Bây giờ chúng ta sẽ vô hiệu hóa thử chị. Cái phần này hồi tiếp của gì các bạn? Cái này là chi ắc để điều khiển motor nè. Chi ắc này để điều khiển motor. Đây con chi ắc điều khiển motor đây. Ở ngay chỗ đường cái chân gì? Chân T2 của nó. Ngay chân T2 của nó, nó sẽ nói với gì? R9, R8, R7, bạn thấy không? Đây, R9, R8, R7. Thấy không? Ba con trên nè. Ba con trên. Thấy ba con trên không? Thấy. Thấy ba con trên. Và nó sẽ nói với gì là gì? Thấy gì? R65, 66, 67. Thấy R65, 67 không? Đây nè, ba con nè. Đúng chưa? Đây ba con. Đây ba con dưới nè. Ba con. Lần 67 này. Ba con dưới. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta vô hiệu quá cái này, chúng ta làm đứt ngay chỗ đường R gì? Như bị mục mạch hay bị đứt mạch gì? Ngay chỗ R gì? 8 R7 R8 R9. Đúng chưa? Bằng công tắc thứ gì? Thứ 1. Công tắc đầu tiên. Được chưa? Xem nó sẽ báo lỗi gì. Đúng chưa? Như vậy thì cái đường mạch này nó bị sao? Bị đứt, đúng không? Bị đứt cái đường mạch này thì xem nó báo lỗi gì. Chỉ bằng gì? Đúng chưa? Đây là những đường hồi tiết của gì? Của máy electric. Luôn. Khi chúng ta nắm vững được cái những cái đường hồi tiết này rồi thì cái việc mà chúng ta đặt cho nó thì không thành vấn đề nữa. Nha. Vâng. Rồi mở. Em kêu chưa đi. Đúng chưa? Chết báo lỗi nè. Các bạn xem mã lỗi nhiều. Nó có từng mã lỗi hết, thấy không? Bạn đếm thử coi mã lỗi bao nhiêu. Mã lỗi nhiêu? Sâu tạm. Đỏ là chột, xanh là đứng dậy. Tám, sáu, sáu. Xanh mấy lần? Anh mấy lần? Sao phải? Sáu lần đỏ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mà sửa là dùng tại 6 tầng. Mình như ủa 68 nãy kia mà nãy năm đông nhiệt. Đông nhiệt mà. Cái gì? 68 này. Mình mở con xích thứ nhất mà. 1 cũng bị giống vậy luôn á.
Đứt đường này đã. Cắt ngang cũng ngang, cắt ngang lắm mà. Cái đường này nó cắt quá. Thôi, xóa mã đổi nha. Xóa mã đổi nha. Đúng không? Chút nhiều quá. Nhiều quá. Chút nhiều quá. Tới 20 mấy rồi. Đến hết chữ gái luôn đó. Chuyện nó bị đập giả. Đến hết chữ gái luôn hả? Năm mà phải không? Đường ngay chỗ mà điện áp cấp vô đường hồi tiếp về cho con chi áp của điều khiển motor, thấy không? Đây đứt đường này rồi, chúng ta sẽ đứt đường khác nữa nè.